VinFast vừa công bố báo cáo quý 2 2021 trên website chính thức. Trong đó, hãng xe Việt tiết lộ sẽ cho ra mắt 3 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới từ năm 2023, bao gồm VFE32, VFE33 và VFE34P, tương ứng với phân khúc A, B và C. Hồi cuối năm 2020, VinFast đã công bố 3 dòng xe sử dụng hậu tố 31, 32 và 33, nhưng 3 dòng xe này đã được đổi tên thành VFE34. VFE35 và VFE36 để nhường tên gọi cho những dòng xe phân khúc dưới. Theo kế hoạch, VFE35 và VFE36 bắt đầu bán ra thị trường từ năm 2022, trong khi VFE34 đã nhận đặt hàng từ tháng 3, dự kiến giao xe đến khách hàng từ tháng 11 năm nay. Hiện tại chưa có thông tin về mẫu VFE32, VFE33 và VFE34P. Nhưng xu hướng thiết kế của VFE32 và VFE33 có thể sẽ ảnh hưởng từ hai mẫu Premium chiến thắng ở phân khúc hatchback hạng A và hatchback CUV hạng B trong cuộc thi bình chọn do VinFast tổ chức từ năm 2019. Cả hai thiết kế này đều do Pininfarina chấp bút. Ngoài ra, VFE34P có thể là phiên bản VFE34 sử dụng động cơ xăng, nhưng không loại trừ khả năng là một phiên bản sở hữu kiểu dáng mới, phát triển dựa trên nền tảng khung gầm, động cơ của VFE34. Ngoài ô tô, VinFast cũng hé lộ sẽ ra mắt thêm 3 dòng xe máy điện hoàn toàn mới trong tương lai. Một trong số đó là mẫu Vento, và hai mẫu xe còn lại vẫn là ẩn số. Trong quý 2 2021, hãng xe Việt tiếp tục giữ ngôi vương phân khúc hatchback hạng A, sedan hạng E và SUV hạng A. Cụ thể, VinFast Fadil chiếm thị phần 62%, Lux A2.0 chiếm thị phần 87%, và Lux A2.0 chiếm thị phần 87%. Cả ba mẫu xe này dẫn đầu phân khúc chỉ sau 18 tháng ra mắt thị trường. VinFast tham vọng vươn ra thế giới khi đã thành lập trụ sở tại Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức và Pháp. Sản phẩm chủ đạo trong tương lai sẽ là ô tô điện.